Xin chào các bạn, đây là Hương Tràm từ dự án Hộp Thư số 1. Và như các bạn đã thấy, hiện tại bây giờ là 12 giờ đêm và cả ekip đang lăn lê bỏ lết, ráo riết chuẩn bị cho dự án live show đầu tiên của Hương Tràm. Live show đầu tiên trong đời mang tên là Hộp Thư số 1. Để đi đến được ngày hôm nay thì ekip đã mất khoảng 3 tháng tổ chức mỗi cuộc thi viết thư tay và nhận thư tay từ hàng ngàn khán giả trên khắp cả nước. Và thật sự là Tràm rất là biết ơn mọi người, vì không có mọi người chắc là sức Tràm đúng là có hạn. Mỗi lần trải qua một cái chặng đường của Hộp Thư số 1 thì Tràm cảm thấy là mình trưởng thành lên rất là nhiều. Mỗi lá thư giúp Tràm hiểu thêm về cuộc sống, nhìn được nhiều khía cạnh, nhiều mảnh đời trong cuộc sống. Thật sự là còn có rất nhiều ngoài kia những câu chuyện xúc động để chúng ta có thể lấy nguồn cảm hứng đưa vào âm nhạc, và đặc biệt là âm nhạc của Hộp Thư số 1, khi mà âm nhạc của Hương Tràm đều xuất phát từ sự chia sẻ. Thì Tràm cũng hy vọng rằng ngay tại dự án đầu tiên này của mình, cái sự kết nối giữa Hương Tràm cũng như là khán giả sẽ được nhiều nhất, sẽ được sâu sắc nhất. Và hy vọng rằng là sau dự án live show đầu tiên này, quý vị khán giả sẽ nhìn nhận Hương Tràm ở một hình ảnh trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn trong tương lai. Thì dựa trên những cái thông điệp của những cái bức thư tay đó mà chúng tôi xây dựng nên cái kịch bản của cái live show lần này. Đó là những cái câu chuyện về những cái tình cảm gia đình, những câu chuyện về những cái cuộc tình còn dang dở, những câu chuyện về những cái cảm xúc và những mối quan hệ, những cái tình cảm của những người bạn dành cho nhau. Mới lại một số những cái bản hit của Hương Tràm theo một cái phong cách mới, một cách trẻ trung hơn, hiện đại hơn. Từ phần thu âm, từ phần trình diễn múa, tất cả phải theo quy trình để khi mà Hương Tràm có thể trình diễn ở trên sân khấu thì Tràm chỉ có thể là cháy hết mình và có thể hát tốt nhất có thể thôi. Và nhiệm vụ của ekip là làm sao cho Tràm có được tất cả những điều đó. Sau cả một quá trình rất là dài để chuẩn bị thì Hương Tràm hy vọng rằng live show đầu tiên của mình, Hộp Thư số 1, sẽ là một điểm hẹn âm nhạc để Hương Tràm tri ân tới tất cả những khán giả đã luôn luôn ủng hộ cho âm nhạc của Hương Tràm. Và hy vọng rằng đây sẽ là một món quà trước Tết thật là tuyệt vời gửi tới tất cả khán giả yêu thương của Tràm.
Cho phép Hương Tràm gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đã tới đây vì Hương Tràm hộp thư số 1. Tại sao lại là hộp thư số 1? Hương Tràm đã suy nghĩ về câu trả lời này rất nhiều rồi. Nhưng mà để đi đến một câu trả lời cuối cùng á, thì thú thật là Tràm chưa có. Có thể là do những cái trải nghiệm của mình chưa đủ để đúc rút ra một điều gì cả. Nhưng để đi đến một câu trả lời toàn vẹn nhất gửi tới tất cả quý vị khán giả thương yêu của Hương Tràm, thì Tràm nghĩ rằng là đơn giản là đã đến lúc mình cần phải trưởng thành. Thì khi mà Tràm nói rằng đã đến lúc mà Tràm cần phải trưởng thành, có nghĩa là Tràm vẫn đang trả lời nước đôi đấy ạ. Có nghĩa là
Khi mà nói tôi đang cần phải trưởng thành, có nghĩa là tôi cần phải gạt bỏ những câu chuyện của quá khứ để viết tiếp những câu chuyện mới. Nhưng khi nói rằng là tôi muốn trưởng thành, cũng có nghĩa là còn nhiều cái đích trong tương lai mà tôi còn vươn tới, phải không ạ? Và khi mà mọi thứ còn đang nhiệt huyết nhất, còn đang căng tràn nhất, chính là lúc mà Tràm cầm bút lên cùng những người đồng hành của mình viết nên hộp thư số 1. Thì đó là những cái ngày đầu tiên, đặt những viên gạch đầu tiên, còn để đi đến một cái live show đầu tiên của mình, một sân khấu hoành tráng như thế này. Tràm phải cảm ơn nhiều người lắm. Cảm ơn team của Hương Tràm, tất cả những anh chị em đã đồng hành cùng với Hương Tràm từ bao nhiêu năm, từ 6 năm nay khi mà Tràm vừa cầm mic cho đến bây giờ. Cảm ơn team Year One đã bên cạnh Hương Tràm từ những lá thư đầu tiên, 3 tháng trời, 6.000 lá thư gửi tới từ khán giả khắp cả nước. Mỗi bức thư là một mảnh đời, là một câu chuyện mà Tràm được trải qua. Em xin cảm ơn tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh. Anh đã lắng nghe em từ những ngày đầu tiên, từ những cái tờ giấy mà Tràm còn viết, còn tô tô vẽ vẽ, mực đen, mực trắng. Anh ấy đã lắng nghe hết và cùng Hương Tràm cho em niềm tin để làm, để đi đến live show đầu tiên này. Cảm ơn giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng. Cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên em được làm việc với anh, và em cũng nói với mọi người, em là như là em trai ấy, em không có khéo léo trong cách nói đâu. Nếu mà khen anh giỏi thôi, em sẽ không khen nữa mà sẽ để khán giả tự cảm nhận qua từng bản phối trong đêm nay. Cảm ơn tất cả các anh em trong bên nhạc. Mọi người vẫy tay được không ạ? Tài ngồi ở trong ô sân khấu này, Tràm cùng anh Hồi Anh làm sẽ là từng mảng ô, từng ký ức, từng lá thư của hộp thư số 1. Mỗi ô đó sẽ là một ký ức, mỗi trải nghiệm mà tất cả chúng ta ai cũng đã từng đi qua. Cảm ơn nhóm bè Lương Ngọc Châu, mọi người vẫy tay cho khán giả, vỗ tay được không ạ? Làm sân khấu rất đẹp nhưng mà rất dị, không nhìn rõ mặt mọi người đâu. Và em xin cảm ơn tất cả những thầy cô của Học viện Âm nhạc Quốc gia ở khu giàn dây ạ. Mọi người vẫy tay cho khán giả được không ạ? Và ekip sản xuất hàng chục con người đã phải lao động ngày đêm để có sân khấu này. Thật sự là em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em cảm ơn vì được là em gái của mọi người đúng nghĩa. Và em trân trọng từng giây phút được trải qua với tất cả các anh chị. Em chỉ biết nói rằng là sẽ phải cố gắng hết mình thôi. Và Tràm xin cảm ơn tất cả khán giả Hà Nội ngày hôm nay đã có mặt tại đây ạ. Có những khán giả đi từ các tỉnh về nữa phải không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn những anh chị của Tràm ạ, bay từ nhiều nơi về. Cảm ơn tất cả những anh chị trong nghề của em. Chị Lệ Quyên ngồi đâu rồi ạ? Chị Quyên đang ngồi đâu rồi ạ? Đây rồi ạ, em cảm ơn chị. Đức Phúc ngồi đâu rồi em? Mà không phải là mọi người tiện show rồi chạy qua với Tràm đâu thưa quý vị, mà các anh chị là book vé bay ra để ủng hộ live show đầu tiên của Tràm. Và chị Lê Quyên có bỏ 2 show, vị chi là khoảng 1 tỷ. Giờ em trả làm sao nổi đây hả chị của em ơi? Em chỉ biết trả bằng tấm chân thình thôi. Em thì chỉ có ngoan và giỏi. Chị nói với em rằng chỉ cần em ngoan và giỏi. Thì giỏi thì không biết thế nào, nhưng mà ngoan thì cũng ngoan. Cũng khá ngoan. Và Tràm cảm ơn tất cả những fan hâm mộ của Hương Tràm tại Hà Nội và bay từ Sài Gòn ra đây ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Biết được là không phải các bạn ở Hà Nội thì chắc chắn rồi ạ. Các bạn ở Sài Gòn đã biết được Tràm làm live show tốn kém, nên là bí mật tự book vé ra, tự gửi tiền vé cho chị quản lý của Tràm hôm qua Tràm mới biết. Thì đó là một cái nguồn động viên thật sự có giá trị đối với những người nghệ sĩ giống như chị. Cảm ơn các em chân tình từ tận đáy lòng. Cảm ơn các em. Con cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn các bác, các cô dì đã bay ra đây cùng với con. Hôm nay ngồi dưới có rất rất nhiều những người thầy của Hương Tràm. Những người thầy đầu tiên đó là bố mẹ. Những người thầy trong cuộc sống. Những người thầy trong nghề.
Thì bình thường Tràm cũng là một người nói chuyện khá là ổn, chứ không đến nỗi lắm. Nhưng mà khi mà trước mặt mình toàn là những người thầy trong mọi khía cạnh, thì bỗng nhiên hôm nay mình chỉ muốn chân thành thôi. Và Tràm nghĩ rằng là khéo léo cách mấy cũng không thể nào bằng chân thành. Em của các anh chị chỉ có chân thành thôi. Thô thô thật thật. Thật thật thô thô. Nhưng mà chân thành, mà cái đó chính là cái chất của người miền Trung của em. Yeah. Và nói đến một ý nữa là ý thật, thì cũng có những khán giả đã nói thật là như thế này, là âm nhạc của Hương Tràm không đi theo một cái concept nào cả chuyên nghiệp, cũng không đi theo một cái định hướng bài bản nào cả, giống như là ekip các nghệ sĩ trẻ bây giờ, đúng không ạ? Thì Tràm xin nhận đó là điều đúng. Bởi vì âm nhạc của Hương Tràm cho đến ngày hôm nay thì hầu như đều xuất phát từ sự chia sẻ. Khi mà Tràm được đi đây đi đó, được đi hát, được biểu diễn, được gặp khán giả, được tiếp xúc với tất cả mọi người, kể cả là những người mình vừa mới quen, trong cơ hội của mình hay trong khả năng cho phép, Tràm đều cố gắng ngồi xuống và lắng nghe sự chia sẻ. Từ đấy lấy làm trải nghiệm của mình để mình hát. Chứ còn nói về cái trải nghiệm của một cô gái 23 tuổi nói, kể cả là có va vấp nhiều cách mấy thì cũng không là gì, đúng không ạ? Mặc dù những cái va vấp đó là có thật, thì khi mà mình gặp những cái va vấp đó, mình có một cái cách sống khác, một cái thái độ sống khác, đó là ngồi xuống lắng nghe những chia sẻ. Và chính vì điều đấy làm cho Tràm trưởng thành lên mỗi ngày. Chính điều đấy làm cho âm nhạc của Hương Tràm trưởng thành lên mỗi ngày. Có người đã nói với Tràm một câu rất là hay: mỗi người đến với chúng ta trong cuộc sống đều biết ít nhất một điều mà chúng ta không biết. Vậy nên hãy đừng để người đó ra đi khi mà chúng ta chưa học được gì, đúng không ạ? Và tất cả những điều mà bố mẹ cho con, các anh chị cho em, ý vị cho Tràm, những bài học đó chính là điều mà Tràm đúc kết để làm nên hộp thư số 1 ngày hôm nay. Và khán giả của Tràm thân mến, quý vị đã sẵn sàng cho hộp thư số 1 chưa? Lớn hơn nữa được không ạ? Và hộp thư số 1 xin phép được bắt đầu. Đêm nay em bỗng thấy mình cô đơn dẫu kề vai bên ai. Sau đêm nay có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ, những lầm lỡ. Có sai không khi trong lòng còn chưa yêu tình xưa buồn vơi? Thật tâm em không muốn đợi ta xa cách nhau. Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy, vừa mới đây là do em cố chấp cho rằng mình đúng. Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỷ niệm cũ, rằng em có thể lựa chọn cho giấc mơ mọi người, vì em cũng đang lặp lại.
kiến xã hội, thua cả gánh nặng cơm áo gạo tiền. Người yêu cũ à, anh đã trưởng thành chưa? Em từng là một cô gái ngây thơ, yếu đuối, ngưỡng mộ và chạy theo anh vô điều kiện. Em quen với việc cô đơn trong ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, luôn phải chăm sóc và xin lỗi anh bất kể có chuyện gì. Đến một ngày, em mệt mỏi buông tay, không còn đủ sức yêu thương một người chỉ xem em như một mối phiền phức. Em mong anh sẽ trưởng thành và đối xử tốt hơn với người đến sau. Chúc anh hạnh phúc, chúc hai ta hạnh phúc, dù không phải cùng nhau. Gió sẽ dịu dàng bên
thành khát vọng xuân dài. Yêu là sẽ cùng nhau nhìn chung một hướng. Xinh xắn hơn, tiền sẽ mua cho em nhiều son phấn, sẽ mua cho em gấm vóc lụa là, cho em thêm cao quý hơn. Nhưng lại có những điều tiền không thể mua được, hãy lại gần lắng nghe em. Sẽ chia một bí mật. Tiền đâu mua được tình yêu mình, tiền đâu mua được hạnh phúc nhỏ xinh, tiền đâu mua được từng vui buồn những tháng năm mình từng đi qua, tiền đâu mua tiền đâu mua được ngày tháng bình yên, tiền đâu mua được giấc mơ đôi mình khi ta sống vì nhau. Còn em chẳng muốn gì,
nếu cuộc đời thiếu vắng anh, tiền đâu ý nghĩa gì? Tiền đâu mua được tình yêu mình, tiền đâu mua được hạnh phúc nhỏ xinh, tiền đâu mua được từng vui buồn những tháng năm mình từng đi qua, tiền đâu mua được một gia đình, tiền đâu mua được ngày tháng bình yên, tiền đâu mua được giấc mơ ở đời mình. Dẫu thương dẫn kết lấp lối sẽ vẫn tương lai mà.
mịt mù, bóng anh nay quá xa vời, một mình lê chân lạc loài lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu anh ơi, từng kỷ niệm thật buồn theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng sáng ấy tan theo làn mây, giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình sẽ đi vội vàng, con tim này đành. Hàng cây sao xa, lá rơi đây
xa ngược về quá khứ, có trái tim đã hoa vung vơ.
lời chào tới tất cả quý vị và tất cả các bạn có mặt ngày hôm nay ở đây. Xin cảm ơn rất nhiều. Bằng Kiều là một trong những người khách mời của Hương Tràm ngày hôm nay có mặt ở đây. Rất là vui vì Bằng Kiều thì mặc dù là đàn anh của Hương Tràm nhưng mà rất trân trọng cái tài năng cũng như sự cống hiến của Hương Tràm dành cho âm nhạc Việt Nam trong thời gian qua. Không phải là bất cứ một người nào hát hay cũng đều được quý vị yêu mến như vậy. Ngoài tài năng thì sự trau dồi, sự nghiêm túc trong làm nghệ thuật và hơn ai hết muốn cống hiến hết mình cho những người yêu thương mình và đã được quý vị đáp lại ngày hôm nay. Đó là phần thưởng xứng đáng cho Hương Tràm. Và chúc Hương Tràm sẽ ngày càng có nhiều live show như thế này hơn. Có phải không quý vị? Xin cảm ơn quý vị. Xin chúc mừng Hương Tràm. Hai anh em thì cũng khá thân thiết. Bởi vì Bằng Kiều cũng giống như một người anh cả. Hương Tràm là em út. Là em út của ban nhạc Dưa Hấu. Mà Dưa Hấu thì quý vị cũng đã rất quen thuộc rồi, toàn các anh đàn ông thôi, có một cô em gái cho nên là rất cưng chiều. Và ngày hôm nay thì anh cả đến đây để đại diện cho các anh để hát cùng với em và làm khách mời, làm chứng kiến sự thành công đầu tiên của em với một live show rất đáng yêu này. Và ngày hôm nay thì tất cả những sự đáng yêu đấy đều từ Hương Tràm nhưng mà nó đã lan tỏa đến tất cả những người yêu mến Hương Tràm ở đây. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lại đây bên anh, em hỡi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say, lại gần với anh. Lại đây bên em, hãy nói ta lớn bên nhau, tim ta chẳng đủ. Trong tay nồng say xưa, em ơi nhớ nhé, hãy cố khơi trong ta từng ngày qua bao năm đuôi, hãy cứ như ta đang yêu như duyên tình còn yên vui, hãy tới hôn anh lần cuối đêm nay rồi thôi. Hãy cố gắng.
giọng 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 thôi dạ. Con anh ơi, quên. Cho em với cả anh Kiều nói tí được không ạ? Hát phê quá, hát ngủ phê luôn. Quá, ngủ luôn này trên vai à? Người nã ơi, xin cho em mượn bờ vai đấy ạ. Đây là lâu ngày quá rồi em ế quá nên gặp vai ai mà tựa được là em cũng tựa ngủ quên luôn. Hương Trảo nói ế có ai tin không? Có ai tin không? Không, đây là hoàn toàn là có sự chứng kiến của bố mẹ em và fan của em. Rằng là từ bé đến lớn là em chưa có mảnh tình nào vắt vai đúng không ạ? Tình yêu lớn nhất ở đây rồi ạ. Tạm tin là như vậy. Kính thưa quý vị, em cảm ơn anh vì đã là nhân vật đặc biệt xuất hiện ở trong live show của em. Trên sân khấu là được làm tình nhân, nhưng mà bên ngoài thì là coi như là thằng đệ út. Đệ út của quả dưa hấu các anh vừa được kết nạp. Hằng ạ. Mà sao anh cười Tú Dưa có ngồi dưới không? Tú Dưa ngồi đâu nhỉ? Đấy. Tú Dưa là anh áp út. Anh cả thì là đồng ý rồi, mà anh áp út thì thấy là Hương Tràm có đủ gọi là qualify không? Hả? Là anh ơi, không đủ tiêu chuẩn em không? Xin anh không cùi nữa, các anh chị báo chí đang ngồi ở đây không là mai gọi là tin nhạc của em không còn nữa, mà toàn tin gì không. tiêu chuẩn của Dưa Hấu là khó lắm đấy. Em xin nhưng mà em là đủ tiêu chuẩn. Chúc mừng em ngày hôm nay đã có một live show đầu tiên đánh dấu cái chặng đường ca hát của em. Và anh cũng chẳng cần phải hy vọng, và anh biết rằng ở trong tương lai cũng sẽ có rất nhiều những live show như thế này và lớn hơn nữa. Quý vị lúc nào cũng đồng ý và ủng hộ phải không ạ? Thank you. Cảm ơn rất nhiều và em cảm ơn anh, bởi vì anh Kiều như là một người anh lớn nhất của Hương Tràm trong nghề cũng như là bên ngoài luôn, là bác cả đấy. Chàng vẫn gọi là bác cả. Thì mỗi cái bài học mà anh cho em tại mỗi thời điểm luôn luôn là những cái bài học rất là có giá trị cho em. Và em hy vọng rằng trong tương lai rồi em có đi đâu và trở thành ai đi chăng nữa thì cũng luôn luôn có anh như là một cánh chim đầu đàn vững chãi. Ai thì chỉ mong có một bờ vai thôi, em mong cả bốn bờ vai quả dưa hấu em dựa vào cho nó chắc chắn. Đúng không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Và tiếp theo thì để khui ra một bí mật của anh Bằng Kiều, là anh Bằng Kiều ngoài có những cái sở thích ví dụ như là ca hát hoặc là hút thuốc lào, thì anh Kiều còn có một sở thích nữa rất là manly, đó là luyện phim bộ Hàn Quốc. Và vì những bộ phim bộ Hàn Quốc thật là tình cảm như thế thì anh Kiều đã có những cái ca khúc viết lại lời Việt rất là hay. Và một trong số ca khúc đó em rất là thích, em muốn anh em mình tặng khán giả tại live show của em, đó là ca khúc Những Ngày Đẹp Trời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Dù núi dài, dù sông dài.
xin đừng như những cánh hồng rơi rụng và úa tàn theo mưa gió. Vì em đã lỡ yêu rồi anh ơi, đã yêu anh như chưa bao giờ cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều. Em, Phương Lan yêu quý của anh, anh viết cho em lá thư này khi mà đất Bắc rộn cờ bay, khi mà lịch sử sang trang mới, đỏ thắm tương lai đón những ngày. Tâm trạng anh, tâm trạng những người xa nhà khi được tin quê mình đổi mới bình yên, có gì vui sướng trên đời hơn thế nữa. Vui sướng bao nhiêu, anh lại nhớ lắm. Anh nhớ quê hương, nhớ bạn bè, nhớ em. Em ơi, trong bình yên hôm nay, anh mong em hãy cố gắng vươn lên, hãy luôn vui tươi, nhiệt tình hăng hái cho đời trẻ mãi. Có câu là, ta chưa được vui sum họp, vì giặc vẫn còn trên đất nước. Anh nhớ em như nhớ miền Nam, ta tạm gác tình riêng cho trọn tình đất nước, dấn bước trường chinh cho đến ngày thống nhất. Anh sẽ về với em, sống bên em hạnh phúc êm đềm. Được quen muốn bên người mới, nhưng
trong thế giới em chỉ một gần anh. Khi ta ly xa, biết đâu là mãi, biết đâu là tàn phai một giấc mơ. Tình yêu khi không như mong đợi, người xa đi cho em đơn côi. Có hiểu chăng lòng em vẫn nhớ, nhớ đến anh trong mọi mòn. Vì anh ơi, nơi cuộc đời này, lòng em sẽ yêu ai hơn anh. Và có lẽ trái tim
chiếc hôn nào thật sâu, tựa như khi bắt đầu. Tình là những mũi dao thật sắc, chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc về số 1 được trải qua và được đọc qua. Có những cánh thư chưa kịp trao tay thì người bên kia đã mất. Và đó là những cái trải nghiệm mà Tràm sẽ không bao giờ quên được. Mặc dù mình không sinh ra trong bối cảnh lịch sử, nhưng trong bất kỳ bối cảnh nào thì người phụ nữ luôn luôn là những người thiệt thòi hơn, là những người chịu đựng, là những người hy sinh, là những người trông ngóng. Khi mà Tràm đọc một câu chuyện về và xem cái video clip về cô công an bị ung thư nhưng quyết định không xá trị và giữ lại để giữ cái sức khỏe cho người con của mình, và chị ấy mất đi, thì mình lại càng thương cho thân phận người phụ nữ nhiều hơn. Và thân phận người phụ nữ khi ở trong những ca khúc của Hương Tràm sẽ gửi đến quý vị sau đây cũng như thế. Và Tràm hy vọng rằng khi mà nghe những ca khúc này cũng như những câu chuyện mà Tràm đã kể, thì các anh, các đấng mày râu của chúng ta luôn luôn sẽ trân trọng hơn những người phụ nữ ở bên cạnh mình, là mẹ, là vợ, là người yêu. Còn không em
dãi khờ, ngày em ấm xa mờ, đời em cũng thôi mộng mơ. Về đi em, ngày mưa gió nặng nề. Về đi em, đường sao quá lê thế. Về đi em, thuyền trôi bến bè bàng, đời em cánh hoa tàn rụng rơi đến khi mùa xa. Về đi em, về trong nỗi hao gầy, đời chua cay từng như mãi ai hay. Gửi cho em từng giây phút nghi ngờ, đời cho nhau là duyên, khi hết duyên từ đi nghĩ vậy.
đừng oán trách nữa, nhé xin người hãy đừng than vỡ, vì phía trước ta sẽ còn đoạn đường rất dài, tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kỷ niệm thôi, anh sẽ không còn những yêu thương cũng như giận hờn. Rồi khi quay lưng ngoảnh lại nhìn về quá khứ, sẽ không còn những yêu thương cho nhẹ lòng anh. Nếu như mình đã quên tình vơi. Chưa bao giờ bố mẹ vỡ bớt nỗi niềm nhung nhớ. Mẹ năm nay đã 73, còn bố 80. Ở cái tuổi xế chiều, bố mẹ vẫn chỉ canh cánh ước mơ duy nhất. Ấy là tìm được con để gia đình sum họp đoàn tụ. Bố mẹ không cho phép mình tuyệt vọng, buông xuôi mọi cơ hội tìm kiếm con của mẹ, mà ngược lại phải hết sức nỗ lực kiên trì.
Nay thêm một lần mẹ viết thư gửi vào chương trình hộp thư số 1 với biết bao mong ngóng rằng biết đâu nhờ sức mạnh của cộng đồng bố mẹ sẽ có thêm manh mối để tìm thấy con, để có cơ hội một lần đến nước Mỹ, đi qua những nơi con đã từng lưu lại, để cảm nhận rằng mẹ con mình, gia đình mình chưa bao giờ cách xa. À ơi, dù ở gần con, dù ở xa con, lên rừng xuống bể, cỏ sẽ tìm con. Còn ai yêu con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Bố ơi, cái áo này là kỷ niệm của con nó về năm 99 á. Rồi đến khi nó đi rồi nó mặc rồi nó để lại đó, rồi em giặt em cất. Bây giờ là bố cũng chỉ biết nè. Lấy kỷ vật của con để làm mà con ngay trước mặt bố mẹ ôm con. Thấy kỷ vật con, nhìn coi như là cái hình bóng của con đó, kỷ vật. Có lần bác nằm mơ bác thấy ở ngoài cửa này nè, có một người cao lớn đi vẫy tay nói nè, 2-3 ngày nữa về nha, 2-3 ngày nữa về nha. Thì bác trong những cái thời gian đó bác không có nói cho ai hết đó. Và bác cứ ra ngoài cửa bác trông. Đến ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, nhưng bác trông hoài thì bác nghĩ lúc bây giờ bác mới nói đó là cái giấc mơ thôi. Nhớ lắm, nhớ con lắm. Em cũng nhớ lắm. Con còn thì nhớ lắm. Buồn quá. Không nhắc đến con tôi mà nhắc đến con chết được khổ tâm. Biết bao giờ mới được gặp. Khi mà bác gặp được con bác sẽ ôm nó vào lòng. Và bác ôm nó vào lòng mà bác khóc. Bác khóc cho thỏa thích và bác ghì chặt. Bác bảo con ơi, mẹ rất là thương con và nhớ con. Hôm nay mẹ đã gặp con rồi. Thật là hạnh phúc cho mẹ vô cùng. Cả một bầu trời này đều sáng sủa hết, không còn đen tối nữa. Mẹ rất là yêu con. Xin chào quý vị. Nếu như chúng ta vẫn còn được viết thư tay, vẫn còn được trao gửi yêu thương và nhận được hồi đáp mỗi ngày, đấy là một niềm may mắn lớn. Nếu như mỗi sáng mai thức dậy, quý vị vẫn còn nhìn thấy người thương yêu của mình kề cạnh, nói cười, đấy là niềm hạnh phúc không gì so sánh nổi. Bởi có những người cha, những người mẹ đã gần 20 năm trời lưu lạc người con trai của mình, không một dòng tin tức, không một hồi âm dù ngắn ngủi. Anh Lam là người con trai đầu của cô Nguyễn Thị Thu và chú Phạm Huy Cần. Năm 1987, cô chú đã quyết định gửi anh Lam sang Mỹ, sống cùng gia đình người em gái, hằng mong con trai mình có một tương lai sáng lạng, một cuộc đời hạnh phúc. Năm 1995, anh Lam lần đầu quay trở về nhà, mang theo bệnh án từ bệnh viện Boston, kết luận anh bị trầm cảm. Năm 1999, anh Lam lần thứ hai quay trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Anh nói, mẹ ơi, con không đi Mỹ nữa. Con muốn ở nhà với mẹ, con muốn ở Việt Nam. Nhưng khi đó, người mẹ của anh chưa hiểu nhiều về bệnh trầm cảm. Cô nghĩ, nếu đi Mỹ thì con sẽ được chữa bệnh, con sẽ khỏe mạnh. Và thế là anh Lam đi, gần 20 năm trời, không quay trở về ngôi nhà thân yêu của mình nữa. Người cha, người mẹ giờ đây đã ở độ tuổi xế chiều. Họ vẫn chắt chiu từng cơ hội dù nhỏ nhất để tìm kiếm thông tin về con trai mình. Biết ở đâu có cuộc thi mà giải thưởng là tấm vé đến Mỹ.
họ đều đăng ký nhưng chưa một lần đoạt giải. Cô Thu nói nếu bây giờ không đi Mỹ để tìm con, nếu bây giờ không đến bệnh viện Boston, không đi qua những con phố nơi con đã từng qua, thì có lẽ sẽ không bao giờ đi được nữa. Chương trình Điều Ước thứ 7 đã kết nối cùng hộp thư số 1 để ngày hôm nay mời tới đây những con người đã không một phút nào từ bỏ hy vọng tìm con trong gần 20 năm qua. Xin quý vị một tràng pháo tay dành cho cô Nguyễn Thị Thu và chú Phạm Huy Cần, những vị khách mời đặc biệt trong live show hộp thư số 1. Khi viết lá thư tay về cho hộp thư số 1 và khi được mời đi ra đây để gặp gỡ khán giả, họ đã nhận lời để hy vọng rằng một lần nữa được cất lên cái giọng kể về câu chuyện của con trai mình, để mong từng người ở đây sẽ giúp họ kết nối, để biết đâu một ai đó ở một phương trời nào đó biết tin tức về anh Lam sẽ liên hệ với họ. Trong suốt gần 20 năm qua, cô Thu đã không biết bao nhiêu lần mơ thấy bóng dáng của con trai mình đứng ở ngay trước cửa, gọi mẹ ơi. Thế nhưng khi tỉnh dậy thì đó vẫn chỉ là một giấc mơ rất xa vời. Người ta mơ đến Mỹ để đi giữa những đại lộ thênh thang, được chụp những tấm hình đẹp. Còn cô Thu và chú Cần chỉ mong đến Mỹ để chạy ào tới bệnh viện Boston để hỏi xem con trai tôi đâu, con trai tôi giờ còn sống hay đã chết. Và có lẽ ngày hôm nay cô Thu và chú Cần cũng là những vị khán giả lớn tuổi nhất trong live show hộp thư số 1. Họ đến đây mang theo những hy vọng để tìm kiếm người con trai của mình. Và chúng tôi rất mong với sự hiện diện của tất cả quý vị, với sự có mặt của anh em nghệ sĩ, quý vị hãy lan tỏa mạnh mẽ hơn câu chuyện này, để hành trình tìm kiếm anh Lam, người con trai yêu quý của cô Thu và chú Cần sẽ không còn xa vời nữa. Con kính chào cô chú. Thưa cô, lá thư tay của cô thì chúng con và cả Tràm đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Thật vui và thật hạnh phúc khi được đón chào cô chú trên sân khấu. Và cảm ơn cô chú vì những lời chia sẻ. Con biết ngày hôm nay cô chú tới đây mang theo rất nhiều những hy vọng. Và đây ạ, tất cả những người này, họ sẽ đồng hành cùng chúng ta trên hành trình đi tìm anh Lam. Cô có muốn nói điều gì với những khán giả? Xin kính chào quý vị đại biểu và quý vị quan khách. Hôm nay đứng trước tất cả các quý vị, tôi không biết nói gì hơn. Tỏ lòng rất là cảm ơn và biết ghi lại những cái tấm thành tình mà quý vị dành cho vợ chồng chúng tôi, nói lên câu chuyện về một người mẹ Việt Nam bé nhỏ đi tìm con suốt 20 năm trời, không có một lần nào có được tin tức chi cả. Hôm nay nhờ chương trình cô Diệp Chi làm Điều Ước thứ 7, chúng tôi có một cái sự đồng cảm mà lan tỏa hết tất cả mọi quý vị từ Bắc vào Nam và từ những người ở nước ngoài đều cũng thông cảm và xin giúp đỡ cho tôi có một cái thông tin nào đó mà người con của tôi 20 năm trời rất là thương nhớ con nhưng không biết làm sao được. Chỉ mơ một lần được đến nước Mỹ, bệnh viện con tôi điều trị, tưởng nhớ lại hình bóng của con vì một người mẹ đã vô tình để cho con đi, mà khi con muốn ở lại với mẹ thì mẹ lại nói rằng con hãy nên đi về bên Mỹ chữa bệnh, khi nào mà bớt thì trở về với bố mẹ. Trong khoảng thời gian này thì tôi cũng vô vọng không tìm được cháu nên rất là buồn. Hôm nay rất là may mắn được chương trình giúp đỡ và có thể thổ lộ tâm tình của mình trên đài để lan tỏa. Tôi xin hết và rất là
quý mến những tấm thảnh tình của quý vị dành cho vợ chồng chúng tôi. Xin phép. Thưa cô, con nhớ là anh Lam được sinh vào ngày 23 tháng Chạp. Và đã gần 20 cái Tết trôi qua rồi. Anh Lam là một người rất là hiền hậu, yêu thương các em, rất thích ăn trứng vịt lộn, thích học ngoại ngữ. Tất cả những cái điều đó chúng con đã thuộc nằm lòng. Và biết đâu những cái thông tin nhỏ nhỏ đó sẽ giúp cho quý vị ở đây lan tỏa nhiều hơn, để chúng ta có thể đi được xa hơn trên cái hành trình này. Con nghĩ là kể từ giờ phút này, cô chú sẽ không đơn độc trên hành trình đi tìm kiếm anh Lam nữa đâu ạ, mà ngay bây giờ sẽ có một người đồng hành một cách chắc chắn cùng với cô chú ạ. Chúng ta hãy mời quay trở lại cô em gái nhỏ nhắn của tôi, ca sĩ Hương Trà. Con chào cô chú. Hôm nay rất là vinh dự được lên đây cùng đồng hành với chương trình và cô. Con cảm ơn cô và con cảm ơn vì hộp thư số 1 đã lan tỏa đến tai của cô chú, để cho lá thư của cô đến vào tay con trong một buổi chiều. Khi mà con đọc những cái dòng là người ta chỉ mơ ước đến nước Mỹ để đi trên những cái đại lộ danh vọng, để được chụp những tấm hình, để được chứng kiến những công trình kỳ vĩ, còn tôi chỉ mong đến Mỹ để ùa vào bệnh viện Boston, đến với nơi đã từng có những thông tin và đứa con trai của tôi đã từng điều trị bệnh trầm cảm, để biết rằng con tôi còn sống hay đã chết thì tim con như quặn lại. Nghề của chúng con cũng như thế, cũng rất có nhiều thứ hào nhoáng. Cũng có những lúc con không có nhận được sự thấu hiểu. Và cô nhìn bàn tay con này, con cũng hay tự hành hạ mình cho đến lúc bật máu. Con cũng dùng thuốc ngủ nhìn trần nhà cho đến sáng rồi đó. Rồi đến lúc con đi khám bệnh viện, bác sĩ cũng nói con bị trầm cảm nhẹ, nhưng mà con gạt đi hết. Bởi vì con yêu âm nhạc và con có niềm yêu âm nhạc cháy bỏng. Nhưng mà câu chuyện của con thì còn có đôi chút ở đây sự may mắn là có chút bản lĩnh, có chút tự tin. Thì con cũng hy vọng câu chuyện của anh Tôm, con nghĩ rằng là ngày đấy khi mà nói là con muốn ở cạnh bố mẹ, có nghĩa là lúc đấy anh Tôm đang cần cô chú lắm và chỉ ước mong gần với gia đình mình. Và con rất là hy vọng là ở đâu đó trên nước Mỹ, anh Tôm vẫn đang sống một cuộc sống khỏe mạnh. Và vì một lý do nào đó thôi mà chưa có thể liên lạc được với cô chú. Chắc chắn là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nuôi hy vọng như vậy. Và thưa cô, bây giờ thì cái giấc mơ đến Mỹ vẫn còn hiện hữu chứ ạ? Trong tấm lòng của mình là lúc nào cũng mơ đến Mỹ. Tại vì trong tâm khảm mình có một người con mà tìm không ra, cho nên là muốn đến đó để tìm con. Bác gái năm nay đã 73 rồi, bác trai đã 80. Nếu bây giờ có cơ hội đi Mỹ thì hai bác có sẵn sàng để làm điều đấy không? Chắc chắn là sẵn sàng rồi, đã sẵn sàng từ lâu lắm rồi. Con sẽ trao cho hai bác một món quà cuối năm và bác phải vui lên. Con hy vọng là món quà cuối năm sẽ là một món quà đầy may mắn. Món quà đầu tiên sẽ là vé máy bay khứ hồi Việt Nam đi Mỹ. Con dành tặng cô chú. Thời gian mở, cô chú muốn đi lúc nào cũng được ạ. Món quà thứ hai, một điều may mắn hơn nữa là con đã gửi câu chuyện này đi Mỹ và hộp thư số 1 đã lan tỏa. Bạn bè của con tại ngay tại thành phố Boston đã nhận lời để cô chú ăn ở đó trong thời gian tìm kiếm anh Tôm. Không phải lo lắng nữa. Và món quà cuối cùng, con sẽ dành tặng cô chú 100 triệu tiền mặt từ con để cô chú an tâm, có sức khỏe cho đến ngày hôm đó, để cùng bọn con đi tới ngày đến bệnh viện đó để tìm với anh Tôm. Từ giờ đến lúc đấy, chuyện quan trọng nhất là cô chú phải giữ sức khỏe. Sức khỏe thật là khỏe. Còn 10 cơ hội hay 1 cơ hội thì bọn con cũng sẽ sát cánh bên cô chú để tìm tới với bệnh viện đó. Thưa quý vị, thật tuyệt vời. Đó là sức mạnh của những lá thư tay, sức mạnh của sự san sẻ yêu thương. Giấc mơ Mỹ bây giờ không còn xa nữa. Chỉ cách đây một đôi ngày, cô Thu vẫn còn thấy đó là điều không thể thực hiện được.
cô chú không có tiền, không biết ngoại ngữ, hiện tại sống nhờ trợ cấp của hai người con trai cũng có gia cảnh rất khó khăn. Thế nhưng bây giờ thì mọi thứ đã ở trong tầm tay rồi. Và đến lúc này thì có thể nói là hành trình này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Chương trình Điều Ước thứ 7 và hộp thư số 1 cam kết sẽ cùng cô chú, chúng ta sẽ đi xa nhất có thể, đi dài nhất có thể, đến chừng nào chúng ta có thể biết được thông tin của anh Lam thì thôi. Và chúng tôi mong quý vị đừng tiếc một vài dòng chia sẻ trên mạng xã hội, hãy lan tỏa nhiều hơn câu chuyện này. Chính quý vị ngày hôm nay cũng đã cam kết cùng chúng tôi đi theo một cái hành trình tìm kiếm anh Lam, tìm kiếm người con trai yêu quý của cô Thu và chú Cần. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Hương Trà, cảm ơn chị Diệp Chi rất nhiều. Kính thưa quý vị, hôm nay vợ chồng chúng tôi từ trong thành phố Hồ Chí Minh được lời mời tham dự, thì trước nhất chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị khán giả VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam và cô ca sĩ Hương Tràm đã có một cái sự chia sẻ cảm thông, lan tỏa cái tình nhân ái của tất cả quý vị, và nhất là cô ca sĩ Hương Tràm đến đã tặng cho vợ chồng chúng tôi một cái món quà mà thực sự là chúng tôi bất ngờ, bởi vì chúng tôi được VTV3 mời ra đây để giao lưu, cái món quà thật là bất ngờ và chúng tôi rất lấy làm cảm kích. Và đồng thời chúng tôi cũng xin cảm ơn sự có mặt, sự hiện diện của quý vị đã ngồi tại đây đó. Thì bây giờ thì chúng tôi là cũng chỉ mong làm sao tìm được cháu, mà không tìm được cháu cái điểm này thì có thể là rõ ràng rồi đó, rất là khó tìm. Nhưng mà ít nhất là nếu mà có dịp bước chân qua bên đó thì có thể tìm được một cái thông tin, một chút đỉnh nào đó. Vợ chồng chúng tôi bây giờ cũng già rồi, thế thì cũng chỉ muốn biết tin cháu là nó còn sống hay nó đã chết. Thế là cũng là cái điều an ủi cho cha mẹ bằng đó. Và lần nữa là xin cảm ơn trước nhất là quý vị khán giả tại đây, và tiếp theo là Đại diện Việt Nam, cô bác sĩ Hương Tràm. Con cảm ơn cô chú. Và không chỉ con đâu, ngày hôm nay ở phía dưới có rất nhiều bạn bè con, những anh chị con từ Mỹ trở về. Con tin chắc rằng câu chuyện đêm nay sẽ lan tỏa. Và con đã nói là có 10% hay 1% cơ hội bọn con cũng sẽ sát cánh bên cô chú. Và sau câu chuyện này thì hãy cho chàng được gửi tặng những ai đang làm mẹ, có cả những người bạn của Hương Tràm xa quê hương, lập nghiệp cũng như là lập gia đình ở nước ngoài. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Ngày xưa bên rừng cha nằm, mẹ ngồi
cha chia lớn không thầm. Biển xa thét gào, một ngày nhớ mẹ sông trào khơi xa. Trời xa mấy ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao. Dù cho phú quý vinh quang không bằng cô mẹ. Tóc gió thôi bay, nhưng
Có nghe chăng tiếng con gọi?
giờ này ở chốn nào, con đang mong nhớ mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi hay sao sáng trên bầu trời, mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ. Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình. Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày. Mẹ giờ này ở chốn rất xa. Nữ danh ca Thu Phương. Thưa quý vị, em xin lỗi vì đã hứa với chị là em sẽ không khóc. Chàm cũng hứa với mẹ của chàm là sẽ không khóc và giữ cái tinh thần để hát đến phút cuối. Nhưng mà đến lúc chị Phương ra hát những cái lời như thế thì em lại không kìm được. Bởi vì cái lúc mà chàm đi xa khỏi cảnh bố mẹ, tiếp xúc với sự thành công, thì đúng là mình cũng không tránh được những lần làm người thương yêu nhất của mình buồn. Và gần nhất đó chính là mẹ. Nhưng con cảm ơn gia đình vì đã luôn luôn ở bên cạnh con, cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Và trên sân khấu là hai chị em, nhưng mà bên ngoài thì Trảm vẫn hay đủ vẫn gọi chị Phương là mẹ. Bởi vì thưa quý vị, Hương Trảm mới đúng bằng tuổi con trai đầu của chị Thu Phương thôi ạ. Thậm chí còn thua một tuổi đấy ạ. Thu Phương xin được gửi tới quý vị lời chào trân trọng. Em đúng con trai đầu của chị một tuổi. Dạ vâng thưa mẹ. Và có lẽ chị nghĩ rằng những cái câu hát vừa rồi, thưa quý vị, trong cuộc đời của Thu Phương có những cái bài hát mà mình không bao giờ hát được, đặc biệt là những bài hát về mẹ, là bởi vì khi mình cất tiếng hát là mình chắc chắn sẽ khóc. Và những cái câu hát nó không còn được được đủ bình tĩnh nữa. Chính vì vậy cho nên là bài hát ngày hôm nay
Khi mà cất tiếng hát lên thì Thu Phương chỉ nghĩ rằng mình đã thay lời của một người quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Và cũng giống như những lá thư, những dòng thư mà chắc chắn mẹ em sẽ muốn viết cho em, sẽ muốn nói với em, là từng dòng thư mang bao nhớ thương, mẹ nhờ mây trao đến con. Và hãy cứ đi đi, cứ chinh phục tất cả những điều gì em muốn, thử thách bản thân mình, cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đời này từ giọng hát của em. Rồi khi mệt mỏi, rồi khi vấp ngã, rồi khi muốn tìm một chỗ, một nơi nào đó để xoa dịu tất cả những gì mà em đã trải qua trong cuộc sống, thì nơi trở về đó chính là gia đình. Và với một người sống xa quê hương như chị, thì có lẽ như thế nào thì cái điều cuối cùng vẫn là mong muốn được trở về. Thank you.
đường đào thắm khoe sắc mình trước sân. Mẹ gói bánh trưng bên hiên nhà, kia mùa hoa nữa đang trở về. Dừng bước đôi chân nơi hiên nhà, mẹ ơi con đã quay trở về. Cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều. Chị ơi, bây giờ chị gửi tặng thêm khán giả của em một bài nữa được không? Mẹ của con. Vậy thôi, nghỉ ngơi chút đi. Dạ vâng ạ. Em mệt rồi. Dạ, chạm vào trong và quý vị nhớ dành tặng nữ danh ca Thu Phương những tràng pháo tay thật lớn quý vị nhé. Kính thưa quý vị... Như thế này em cảm thấy thoải mái nhất ạ. Thu Phương nghĩ rằng có lẽ mình cũng rất mong được được chia sẻ một chút. Như thế này cho nó thoải mái, nó mới giống là mình ạ. Thu Phương nghĩ là đến cái khoảng thời gian mà nhớ về cái khoảng thời gian mình bằng tuổi Hương Tràm bây giờ thì Thu Phương chỉ có hơn mỗi em ý là mình đã biết thế nào là làm mẹ rồi. Còn đâu thì chẳng có được một điều gì mà tuyệt vời như Hương Tràm đã có. Và có lẽ vì thế cho nên là cái bài hát ngay sau đây trẻ quá so với Thu Phương. Nhưng mà Thu Phương thấy cái khoảnh khắc bước vào trong của Hương Tràm thì Thu Phương nghĩ rằng là nếu sau đêm diễn này mẹ của Hương Tràm sẽ ôm em và nói rằng đúng là như vậy, con mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Còn bố thì sẽ nói rằng bố sẽ nói rằng là những ngày sắp Tết rồi, khi mà nhìn thấy Hương Tràm thì Thu Phương hy vọng rằng cái câu nói rất hay đó chính là con đã về rồi đấy à. Thôi ăn Tết thôi. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao em êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt núi dốc dù tranh vênh. Có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ ta. Ở nơi đây thật dễ bên, sông mới gặp ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Những chặng dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời rạng ngời vươn cao lên từng chiến mái nhà. Những chặng dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về, đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi đi để trở về. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao em êm mây trắng bay, nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt núi sông dù tranh vênh. Có xa gì, có biết bao thứ tuyệt vời đang chào người bạn mới.
chuyến đi. Điều tuyệt vời là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ. Phương phải bỏ tai nghe để không khóc, vì là nghe những chia sẻ thì Thu Phương đã khóc rất là nhiều trước khi ra hát, phải bỏ tai nghe. Và bây giờ thì bỏ tai nghe để nghe được sự yêu thương của tất cả quý vị. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi, đi. Cánh chim ngóng trời lồng lộng, vương vấn yêu thương ta hứng giọt mưa nguồn. Một đời khát khao rút lòng nhỏ kén ta muốn hỏi một
vì tâm hồn đã ra bài. Hộp thư số 1 thêm một lần nữa. Cho dù quý vị đang ngồi trước mắt chàng hay là ở phía đằng xa kia, cho dù chàng nhìn rõ mặt quý vị hay là cảm nhận quý vị bằng trái tim của chàng, thì trên tay của quý vị chúng ta đều có một cái dấu hiệu để chứng tỏ chúng ta là gia đình, là những người đồng hành, là những người chia sẻ. Khán giả yêu thương của chàng, năm nay đã 24 tuổi rồi. Và chàng không chắc được rằng trong tương lai mình sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm nữa trong suốt quãng đường còn lại. Thế nhưng tất cả những điều đã trải qua, chàng sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Nhờ những sai lầm đó mà có hương tràm của quý vị, và nhờ những sai lầm đó mà chàng biết được rằng ngay cả khi mà mình không còn gì thì vẫn luôn luôn có những người sẵn sàng đưa bàn tay ra và trao cho mình cơ hội làm lại từ đầu. Đó chính là gia đình con. Đó chính là những đàn anh đàn chị trong nghề, và đặc biệt chính là khán giả. Chàng xin cảm ơn mọi người một lần nữa. Và có một người nữa rất quan trọng mà chàng phải cảm ơn. Chàng cảm ơn bản thân mình vì đã đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Và bây giờ thì chỉ cần đứng trên sân khấu và được hát. My
darling, you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Xin cảm ơn quý vị đã đến đây với Hương Tràng với hộp thư số 1.